Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Top Sao Hàn, nơi mà các bạn có thể cập nhật những thông tin mới nhất về các ngôi sao K-pop. Và ngay bây giờ sẽ là những thông tin mới nhất có trong ngày hôm nay. Trở lại sau 2 năm vắng bóng, sức hút của 4 chàng trai Winner vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. Đã từ lâu thì Winner được công chúng Hàn Quốc biết đến là nhóm nhạc có đời tư trong sạch, kinh nghiệm và có chất âm nhạc rất riêng. Ra mắt với tư cách tân binh khủng long, sau cú hit Really Really, Winner càng được dư luận chú ý hơn nữa. Bốn chàng trai nhà YG thường xuyên tham gia các chương trình truyền hình, lễ hội âm nhạc, quảng cáo, do đó độ nhận diện trong công chúng khá cao. Ngoài ra, âm nhạc của Winner còn được đánh giá là phù hợp với nhiều lứa tuổi. Chính vì vậy, sau 2 năm tạm ngừng hoạt động nhóm, sự trở lại của Winner đã nhận được sự chú ý đặc biệt từ người hâm mộ nói riêng và công chúng Hàn Quốc nói chung. Vào tối ngày 10 tháng 7, concert miễn phí Holiday in the City của Winner chính thức diễn ra tại công viên sông Hàn. Đây là một trong những hoạt động quảng bá cho lần trở lại mới nhất của 4 chàng trai nhà YG. Khi thông tin vừa được công bố, người hâm mộ đã tỏ ra vô cùng thích thú. Họ chờ đợi một đêm nhạc tuyệt vời đến từ nhóm nhạc nam nhà YG. Trước đó, khi concert Holiday in the City diễn ra nhiều tiếng, đã có rất nhiều người hâm mộ đứng chờ ở khu vực ven sông Hàn. Mọi người đều háo hức và tò mò với màn trình diễn sắp tới của 4 chàng trai. Đêm diễn của Winner đã diễn ra trong sự tham gia của đông đảo người hâm mộ. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều người không phải fan đến tham dự. Số lượng người có mặt tại công viên sông Hàn đông đến mức mà ban tổ chức cũng không thể ngờ được. Dù chỉ kéo dài hơn 60 phút nhưng concert của Winner đã có những khoảnh khắc khó quên. Bên cạnh quẩy cực sung, các chàng trai Winner vẫn không quên trình diễn sở trường tấu hề của mình cho khán giả. Khi chứng kiến lượng khán giả đến tham gia đông hơn dự kiến, thành viên Seung Hoon đã thể hiện niềm xúc động của mình với biểu cảm không thể nào hài hước hơn. Sau khi concert kết thúc, đã có hơn 80 bài báo viết về concert Holiday in the City của 4 chàng trai nhà YG. Đây là minh chứng rõ nét nhất cho sức hút của Winner đối với công chúng Hàn Quốc. Winner đã đem đến một màn trình diễn tuyệt vời, một đêm nhạc với những khoảnh khắc khó quên đến với người hâm mộ. Vào ngày 8 tháng 7 vừa qua, aespa đã có màn quay lại đầy bùng nổ, thỏa mãn sự mong ngóng bấy lâu của người hâm mộ với mini album thứ hai mang tên là Girl và các khúc chủ đề cùng tên. Ngay khi ra mắt, album đã được fan hâm mộ săn đón một cách nhiệt tình. Và đến ngày 10 tháng 7 thì Hantel, một bảng xếp hạng thống kê số lượng bán đĩa vật lý của các idol xứ Hàn đã đưa ra một công bố khiến công chúng sửng sốt. Chỉ trong ngày đầu tiên mở bán, mini album này đã bán được 806.891 bản. Đây là một con số cực khủng trong lịch sử âm nhạc K-pop, phá vỡ mọi kỷ lục đã được xác lập trước đó. Với số liệu này, Girl của aespa đã phá đổ kỷ lục trước đó của nhóm. Mini album đầu tay của 4 cô gái xinh đẹp bán được 276.877 bản trong tuần đầu tiên, trong khi album thứ hai chỉ mất 1 ngày để vượt qua con số đó hơn 3 lần. Đây là một sự tiến bộ vượt bậc, thành công đáng tự hào của các cô gái nhà SM. Hơn thế, với con số hơn 800.000 bản bán ra, Girl của aespa đã giúp họ vượt qua Blackpink. Nhóm nhạc nữ tài năng này đã lập kỷ lục mới về doanh số ngày đầu tiên cao nhất so với bất kỳ một nữ nghệ sĩ nào trong lịch sử Hantel. Bên cạnh đó, aespa cũng đã trở thành nữ nghệ sĩ có doanh thu tuần đầu tiên cao nhất trong lịch sử Hantel. Chỉ trong vòng một ngày, Girl đã phá vỡ kỷ lục trước đó do Lisa của Blackpink nắm giữ. Người có album solo đầu tay là Lisa bán được 736.221 bản trong tuần đầu tiên phát hành. Kỷ lục trước đó của các nhóm nhạc nữ được nắm giữ bởi The Album của Blackpink đã bán được tổng cộng 689.066 bản trong tuần đầu tiên. Con số này sẽ còn tăng cao hơn nữa khi album vẫn đang mở bán và doanh thu tuần đầu tiên chắc chắn sẽ chạm ngưỡng đáng để trầm trồ. Kể cả đem ra so sánh với các nhóm nhạc nam, aespa vẫn có thể chễm chệ đứng top là nhóm nhạc có doanh thu ngày đầu tiên cao thứ tư trong lịch sử Hantel chỉ sau BTS, Seventeen và TXT. Như vậy, có thể nói aespa chỉ mất một ngày để vượt qua những thành tích của đàn chị trước đó. Với tiềm năng lớn cũng như những bước tiến có vẻ sẽ ngày càng rộng mở trong tương lai, nhóm nhạc nữ này đã sẵn sàng để trở thành hiện tượng đình đám mới của nền âm nhạc đầy tính cạnh tranh xứ Kim Chi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi những video của kênh Top Sao Hàn và các bạn đừng quên ủng hộ chúng mình bằng cách ấn like, share và subscribe kênh và bật quả chuông thông báo để nhận những thông tin mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.